Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban Trong dòng ghế massage nội địa Nhật Bản Từ phân khúc thấp cho tới phân khúc cao Thì khi mà tung ra mắt thị trường Các kỹ sư người Nhật Họ sẽ thiết kế đầy đủ các bài đánh về toàn thân Các bài đánh chuyên sâu vùng Và mỗi mẫu ghế thì sẽ có một cái tính năng Và một cái đặc biệt riêng Trong ngày hôm nay Ngọc Gia Ban muốn giới thiệu cho các bạn Cái phiên bản được mệnh danh là ông vua Trong dòng động tác gập bẻ kéo Đó chính là phiên bản Nupinus 10.000 của thương hiệu femini inada nhưng mà trong ngày hôm nay thì ngọc gia ban sẽ không đi chi tiết về ngoại hình kiểu dáng cũng như là về các cái tính năng đặc biệt của cái phiên bản này mà ngọc gia ban muốn đi chi tiết hơn cho các bạn sâu trong cái bộ động cơ để chúng ta có thể giải đáp được cái câu hỏi tại vì sao phiên bản này lại được mệnh danh là ông vua trong dòng gập bẻ kéo và bộ động cơ của nó được thiết kế như thế nào thì động tác gập bẻ kéo của nó được tối ưu nhất và đỉnh cao nhất trong dòng ghế massage nội địa Nhật Bản và như các bạn có thể thấy qua màn hình thì về bộ động cơ của phiên bản Nupinus 10.000 nói riêng cũng như là của thương hiệu FEMINI INADA nói chung nó sẽ rất là khác với thương hiệu Panasonic và Fujitoki ngày hôm nay thì Ngọc Gia Ban sẽ đi chi tiết cho các bạn hơn và trong clip sau thì Ngọc Gia Ban sẽ có một cái so sánh giữa bộ động cơ của thương hiệu FEMINI INADA đối với bộ động cơ của furioki và Panasonic như ở đây thì các bạn có thể thấy là bộ động cơ của phiên bản Lupinus 10.000 nó sẽ được thiết kế một cách rất là an toàn từ về các cái thanh chắn ở bên ngoài cho tới về những cái phần chi tiết như là ở giữa của phiên bản Lupinus 10.000 đó chính là một cái trục quay và ở trục quay này thì ở bên trên sẽ được kết hợp với một bộ motor và ở bên dưới sẽ được kết hợp với một bộ motor có nối thêm phần dây cura và chính phần dây cura này nó sẽ có cái nhiệm vụ là quay để làm sao cho cái trục này nó xoay và khi trục này xoay kết nối với cả bộ motor ở bên trên để có thể đảm nhiệm cho cái việc là di chuyển được cái phần motor lên xuống và ngay lúc này thì con ghế nó đang thực hiện cái động tác gập phần chân lên và kéo phần nưng ở đằng sau ra như các bạn có thể thấy ở đây thì phần chân sẽ được co lên và phần nâng sẽ được hạ dần xuống. Sau khi phần nâng được hạ dần xuống thì phần chân cũng lập tức là co giãn để nâng xuống dưới. Và kết hợp với bộ động cơ ở đằng sau thì các túi khí như ở đây. Hai túi khí ở bên vai sẽ được thổi căng nhất với bốn cái lớp túi khí và lớp túi khí ở phần mông. Như các bạn có thể thấy qua màn hình nào về túi khí ở phần mông với cái độ cao tầm khoảng độ 20 phân và cái lớp túi khí của nó thổi căng lên thì sẽ giúp cho cái động tác kéo giãn và cái động tác uh, vặn mình của chúng ta được tối ưu hơn rất là nhiều cùng với các túi khí như ở phần mông này như ở phần vai thì ở phần chân nó cũng sẽ hoạt động bo sát làm sao cho phần bắp chân và phần bàn chân của chúng ta được giữ kín hơn thì như vậy uh, cơ thể người của chúng ta không chỉ được làm thẳng như là nằm trên một chiếc giường mà sẽ còn được kéo giãn các khớp và để cho những cái cơ của chúng ta khi được kéo giãn xong sẽ trở lại với hình thái ban đầu và giúp cho sức khỏe cũng như là cơ thể của chúng ta được cảm thấy sự khoan khoái hơn rất là nhiều và tiếp theo đó đó chính là về cái động tác vận mình như các bạn có thể thấy ở đây thì các túi khí ở bên vai bên trái của chiếc ghế đã được giãn nở và kết hợp với đó là bộ động cơ ở bên phải đã được đẩy lên và tiếp theo khi mà các túi khí ở bên trái được đóng lại và các túi khí ở bên phải tiếp tục giãn nở ra thì bộ động cơ ở bên trái lại tiếp tục được đẩy lên. Đây chính là những cái động tác được phối hợp giữa bộ động cơ ở phía sau và các túi khí hoạt động thông qua cái bảng điều khiển. Và trên bảng điều khiển nó còn hiển thị thêm đó chính là về cái động tác mà chúng ta hít ra thở vào để có thể là có một cái kết quả và có cái sự tối ưu khi mà chúng ta sử dụng những cái mẫu ghế massage nội địa nhật bản để chăm sóc sức khỏe và ngay sau đây thì ngọc Gia ban sẽ làm lưng chiếc ghế lên để có thể là quay chi tiết cho các bạn về phần động cơ ở bên trong và ở đây thì hai túi khí ở hai bên nó sẽ lại tiếp tục hoạt động một cách rất là linh hoạt từ lúc thổi tổng thể cho tới lúc mỗi bên là hoạt động riêng và sau khi hoạt động riêng nó lại tiếp tục hoạt động tổng thể đây chính là cách mà Nupinus 10.000 hoạt động để nó có được cái mệnh danh là ông vua trong dòng gập bẻ kéo và tiếp theo đi sâu hơn về bộ động cơ như các bạn có thể thấy là không chỉ phần túi khí được hoạt động tách riêng mà ở đây thì bộ động cơ của nó sẽ được chia ra hai bên đối với những lúc mà hoạt động tổng thể thì hai bộ động cơ này cũng sẽ được vận hành một cách trơn tru và đều đặn giống y hệt nhau nhưng mà với những cái nút mà khi mà nó hoạt động tách rẽ ra Thì hai bộ động cơ này nó sẽ có cái sự hoàn toàn khác biệt à, Không chỉ kết hợp giữa con năn mà các túi khí ở phía đằng sau Nó cũng sẽ hoạt động lên xuống rất là đều đặn Và nếu như mà bên phải hoạt động đẩy phần túi khí cũng như là đẩy phần con năn lên Thì bên trái sẽ ngừng hoạt động để có thể là kết hợp với các cái túi khí ở phía sau à, Đối với phiên bản Nupinus 10.000 nó sẽ có là bốn con ăn hai con ăn ở trên và hai con ăn ở dưới mỗi bộ động cơ hai bên thì nó sẽ thực hiện theo là phần hai con ăn theo chiều dọc ở bên dưới nó sẽ có một cái bộ motor để kết hợp với dây cura vận hành làm sao cho hai bộ động cơ này được lên xuống đều đặn và một cách trơn tru hiệu quả nhất và khi mà nên như vậy thì kết hợp với các túi khí nó sẽ được đẩy ra thì khi mà túi khí đẩy ra thì phần con ăn của chúng ta sẽ được đẩy lên và khi mà đẩy lên như thế này thì sẽ kết hợp với cả các cái túi khí ở phía trước để giúp cho những cái động tác kéo giãn và gập bẻ một cách hiệu quả nhất, giúp cho cơ thể của chúng ta được kéo giãn một cách tối ưu và hiệu quả nhất, cũng như là giúp lưu thông các cái mạch máu và các cái phần cơ của chúng ta sau một ngày dài làm việc, hoạt động và học tập. Và nếu như mà các bạn có thêm những cái vấn đề thắc mắc hoặc là muốn nghiên cứu về những cái dòng ghế massage nội địa Nhật Bản, hãy liên hệ với Ngọc Gia Ban qua số điện thoại 097 494 5555. 55 ngọc gia ban sẽ gửi hình ảnh chi tiết và giải đáp cho các bạn một cách cụ thể cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo